Review cả thế giới, phô mai kéo sợi nguyên cục. Mình thấy là phô mai này khá mềm và ẩm, ăn cũng khá ngon, nhưng mình nghĩ ăn salad sẽ ngon hơn, 5 điểm nha. Review cả thế giới, miếng phô mai huyền thoại Tom & Jerry. Mình thấy nó ăn không khác gì phô mai bình thường cả, chỉ là tạo hình nó giống thôi. Review nghiêm túc phô mai thối nhất thế giới. Mới ngửi là đã thấy mùi kinh dị đâu đây rồi. Ăn vào thì tôi thấy thực ra cái món này nó không hề hợp với tôi. Mùi nó thum thủm, mềm mềm, ướt ướt sao á. Không biết chế biến món gì ngon không, nhưng mà tôi review cả thế giới phô mai xôn xe. Phô mai này lúc ăn các bạn nên xẻ ra những sợi nhỏ, ăn nó sẽ béo béo thơm thơm. Hoặc chấm với tương ớt ăn cay cay thêm nó cũng rất là ngon. Cách khác thì các bạn có thể ăn chung với rau củ. Cái này mà tụ họp bạn bè lại nhâm nhi thì còn gì bằng. Sản phẩm có thể mua tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị trên toàn quốc. Review cả thế giới bánh đồng xu. Bánh này có nhân phô mai ăn khá béo và dai ngon luôn, nhưng mà mình nghĩ là ăn một lần thôi chứ ăn nhiều lần là ngán lắm. Review cả thế giới nho và phô mai kéo sợi. Nho và phô mai kéo sợi đúng là sự hòa quyện đặc biệt, ăn khá là ngon luôn. Review cả thế giới phô mai kéo sợi và dưa hấu tươi. Mình thực sự rất bất ngờ khi được đề xuất món này, nhưng không ngờ nó lại ăn rất là tuyệt vời. Phô mai nó kết hợp với dưa hấu nó béo béo ngọt ngọt, rất là nên thử luôn nha. Review cả thế giới ốc quế 100% từ phô mai. Phô mai bên ngoài thì cực kỳ béo và giòn luôn, bên trong có rau và mayonnaise, ăn quá là ngon luôn. Review cả thế giới phô mai chiên siêu to. Phô mai chiên thì ăn cực kỳ đã luôn, ngậy và béo, bên ngoài thì giòn, ăn dai dai bên trong, ta nói là nó đã, nó phê.